mà sao Thái đứng đây vậy? Mày biết không, ngày nào Thái cũng đứng đây hết. 6 năm mòn mỏi, chỉ cần một chút xíu nữa thôi thành hòn giọng thuê rồi. Hoa đá. Thái này giỡn vui quá. Thái ăn gì chưa? Ăn rồi, sáng đợi mày lâu quá, ăn ổ mì với ly trà sữa rồi. Tại mày định rủ Thái đi ăn mà Thái ăn rồi thì thôi. Chưa ăn. Sáng tưởng tượng ăn ổ mì thôi chứ có ăn gì đâu, đói cồn cào. Đi ăn chứ hả? Đi ăn ha. Ừ. À mà khoan, trước khi đi cho Thái chỉnh trang mặt mũi với lại trang phục một cái. Lâu không? Chút xíu à, nhanh lắm.